Không lẽ ông cũng là ba rồi. Đừng có đợi, để y đó đi, đừng có quay xuống. Thế là để y đó đi, đừng có lia cái camera xuống.
đừng thấy nặng vô miệng vậy, đau quá. Kể là không nặng hả? Dạ đau quá. Chỗ mũi này nặng hơn. Thank you.